À, lạm phát ở Mỹ cao mút chỉ phép để tăng lãi suất kiểu này đô vượt 05 k không quất ơi ai mà biết mày ơi bây giờ mình chỉ là phận mỏng cánh chuồng thôi mình là dạng nhỏ nhỏ thôi thế giới nó biến động sao cũng phải sống thôi mày ơi chờ các bạn đã hiểu rõ âm mưu của Mỹ chưa giá dầu gấp 4 lần và nói Nga không được quá bán 60 đô thùng thứ nhất á, giá dầu gấp 4 lần là ở đâu ra mày mày lậm đâu đã tin giá dầu gấp 4 lần giả thằng bố láo rồi cái thứ hai Nga, Mỹ nói Nga không được bán dầu với quá 60 đô thùng Cái chuyện Mỹ nói Kể Mỹ Cũng kể Nga luôn Còn cái chuyện mà em nói á, là giá dầu tăng gấp 4 lần theo anh là xạo Thế thôi Không có cái chuyện mà giá dầu tăng gấp 4 lần ok Các nước châu Âu không được mua của Nga quá 60 đô Cái đó là cả thế giới luôn với các nước châu Âu gì cả thế giới luôn nó lệnh nó áp ra cả thế giới còn nếu mà vi phạm cái đó thì mỹ nó có quyền mỹ và phe của nó có quyền trừng phạt vậy thôi vậy nga nói mua iphone mua 20 đô thì mỹ phản ứng thế nào nhỉ mỹ kể bà luôn hu khe mỹ đon khe thứ nhất nếu mà nga nói là iphone của mỹ mua hai chục hai 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 trăm đô ok mỹ tao nghĩ là mỹ tôn trọng tâm tao, tao nghĩ là mỹ tôn trọng á vậy thì á nếu mà cái lệnh đó áp ra thì thứ nhất á nga là phải mua iphone của mỹ hai 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 trăm đô đúng không nhưng mà giờ riêng nga mỹ không bán ok vậy thị trường nga bỏ qua bên vậy thị trường những nước khác vậy thị trường những nước khác có có chấp nhận cái việc mà mua iphone 200 đô hay không nếu mà chấp nhận việc mua iPhone 200 đô thì không vi phạm lệnh cấm nhận của Nga Nhưng mà ngược lại mua iPhone theo giá của Mỹ thì vi phạm lệnh cấm nhận của Nga Lúc đó Nga có quyền trừng phạt những những nước đó, đó Nga lúc đó sẽ cấm xuất khẩu dầu hay là xuất khẩu củ cây đường Hay là xuất khẩu phân bón gì qua những nước đó Thì nước đó phải chịu, đó là cuộc chơi Đúng không, không? Các bạn phải chọn lựa vậy thôi à. Kiến cò gì đó. Tất cả những cái đặt tình cảm ý kiến chỗ này là nó đối với tôi đó là tình cảm cá nhân nó không thỏa đáng. Mà trong cái cuộc chơi này chơi như thế nào? Ok. Cho em hỏi thiệt. Anh Duy nhớ chị đó không? Thấy show video chị đó cũng nhiều. I miss her so much. Nếu Duy Nguyễn chưa chưa nhận được thông tin Mỹ bán giá gấp 4 lần thì cập nhật lại đi nhé cập nhật khí khô diệm lên thị trường coi dầu giá bao nhiêu gấp 4 lần trước chiến tranh giá bao nhiêu sau chiến tranh giá bao nhiêu nó chỉ gấp 4 lần nghe mắc cười quá mệt Ô, nó bán nó nó bán bao nhiêu kệ mẹ nó thận mua vừa bán thôi kiếm cái, cái cọ gì cái thằng mua nó thằng mua nó không làm ngọn khóc dùm nữa à, chứng cứ mỹ đang bán khí đốt cho châu âu với giá gấp với giá đắt gấp 4 lần trong nước bộ tài chính pháp cho biết đưa lên đây 24 giờ tin tức quốc tế Pháp nói về mức giá khí đốt gấp 4 lần được Mỹ bán cho châu Âu. Rồi để tôi sợ cái, cái nêu này coi. À, Mỹ đang bán khí đốt cho châu Âu với giá đắt gấp 4 lần giá bán trong nước Bộ Tài chính Pháp cho biết. Mỹ không Mỹ cái gì? Mỹ không nên được phép thống trị thị trường năng lượng toàn cầu trong khi châu Âu đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột Ukraine Bộ trưởng Pháp Bruno Lamarie gì đó nói theo RT. Ủa, từ từ nha má bộ trưởng Pháp mà nói theo RT là sao ta? cuộc xung đột ở Ukraine không được phép kết thúc bằng sự thống trị của Mỹ và một số EU của lộn và một số gì gì và một EU suy si yếu ông ông L Maria gì đó phát biểu tại quốc hội Pháp ngày 10 tháng 10 ông L Maria gì đó nói việc Washington bán khí qua lỏng LNG cho châu Âu với giá gấp 4 lần bán cho các nhà sản xuất nhà sản xuất công nghiệp trong nước là không thể chấp nhận được vậy đứng múa Bộ Tài Chính Pháp, Bộ Tài Chính Pháp cho rằng nền kinh tế châu Âu suy si yếu, không phụ thuộc lợi ích bất cứ bên nào, đúng. vụ nền kinh tế châu Âu suy si yếu thì không phụ thuộc lợi ích bất cứ bên nào. À, chúng ta cần một mối quan hệ cân bằng hơn trong vấn đề năng lượng giữa đối tác Mỹ và châu Âu. Ông L. Maria gì đó nói trước cuộc xung đột, Ukraine, Nga là nước cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu đáp ứng 45% nhu cầu của châu lục do lệnh trừng phạt phương tây liên quan đến chiến dịch quân sự nga ren lượng khí đốt của nga cung cấp cho giảm mạnh à, đối mặt với khủng hoảng năng lượng các nước châu âu đã đẩy nhanh việc tích trữ khí đốt nhiều từ các nguồn khác nhau tính đến ngày 10 tháng 10 tỷ lệ trữ khí đốt trung bình tại các kho chứa ở châu âu đạt 91% phần lớn là nhờ khí hóa lỏng tuy nhiên khí hóa lỏng châu âu nhập từ nhập khẩu từ mỹ và trung đông có giá cao hơn nhiều so với khí đốt được nga cung cấp qua mạng lưới đường ống có đường ống và hợp đồng ký kết dài hạn kết quả là giá năng lượng ở châu âu không ngừng tăng cao nè giờ nó lội thêm trung đông nữa nè à, cái bài báo này đá cá lăn dưa để đối phó tình hình à, để đối phó tình hình eu à, đang tiến gần tiến gần tới việc áp khí trần các nhà cung cấp à, không chỉ khí đốt à, ở nga naui một trong cung cấp khí đốt cho cái đó mệt quá vậy thì ở trong bài báo đó là quan điểm của ông nó nói là gấp 4 lần ok có vậy là có nó gấp 4 lần nhưng mà không nói cụ thể là giá bao nhiêu mình cũng biết giá bao nhiêu xong cái hội ông than thân, trách phận ông nói là giờ đó, mua khí đốt của nga thì rẻ hơn đúng chuyện đó ông sai rồi mua khí đốt của bọn kia thì mắc hơn chuyện đó đúng luôn cũng sai nhưng mà tại vì sao khí đốt của nga rẻ thứ nhất là nga bán rẻ thứ hai nó có đường ống những dầu nó có đường ống những khí thì nó gọi là chi phí chi phí vận chuyển nó rẻ thì dẫn thành nó giá nó rẻ chuyện đó không gì bạn cãi nhưng mà bây giờ cái giá của của trung đông với giá của mỹ thì nó cao hơn bây giờ bán cho ông này thì ông này ông thốn thốn ông gần gần, ông la la gì đó thì thôi chuyện chuyện bản pháp ra chuyện bản pháp lên tôi cũng biết này đúng hay sai có thêm bấm dặm muối không tôi cũng biết nhưng mà tôi chỉ là nói theo cái bài báo mà gọi là 24 giờ thôi nha nó nói vậy thôi kệ, chấp nhận hiểu bạn có quyền chọn lựa một mua hai mua thế thôi bây giờ bạn mua tôi bán cho mấy nước khác đức thì tôi la chơi đó. nước nào không than thì tôi bán bán cho bạn khổ thấy mẹ luôn đúng không bán cho bạn là phải ngồi đó quỷ hợp đồng của này kia xong rồi phải điều điều hướng khí đốt lại phải điều thêm tàu chở khí quá lỏng này nọ kia ô cực khổ lắm bộ thì giờ á bây giờ hàng hóa dầu khí của Mỹ và của Trung Đông thì nó mắc chuyện đó không ai không không ai nói nha Cái đó là giá thị trường mua được thì mua mua được thôi mệt quá nó và bạn cũng có thể quay lại mua khí đốt của Nga vậy thôi nếu mà Nga bán cho bạn mà bạn cảm thấy mua được thì bạn mua chứ giờ chiến tranh mà máu chảy đầu rơi nhà cửa ly tán đất nước tha hương tùm lum cái hết có mấy đồng bạc thôi không nên để bàn thế thôi à, Mỹ muốn duy trì cuộc chiến này vì Mỹ muốn tạo ra thế giới đơn cực mọi thứ phải thanh toán bằng đồng đô la vậy đường ống dẫn khí của Nga bị phá hủy do ai chắc cũng đoán ra được anh nhỉ không tao không có xàm như mày tao không có dẫn dắt cái câu chuyện đi kiểu đó Đúng không cái chuyện đường ống bị phá hủy hay bị gì đó chuyện của đường ống điều tra xác minh và làm rõ thế thôi ok còn cái chuyện mà Mỹ muốn duy trì cuộc chiến này để tạo ra thế đơn cực dễ ẹt thôi đơn giản nga rút quân Mỹ hết hết đơn cực đúng không đâu đâu khó cuộc chiến này không phải do Mỹ gây ra đó nhưng mà khổ một cái thằng Mỹ này nó kỳ lắm mấy mọi mọi cái tội đồ trên thế giới này á đa phần đập cái đầu nó trước Thôi kệ mày mà giàu thì mày chịu thôi chứ sao giờ tao đâu binh được đâu à, Anh không có giờ binh thằng giàu á, kệ đó, đó mà giàu mày bị chửi cũng được Nhớ nên các bạn, ở điểm này các bạn có thể chửi thoải mái nhưng mà tôi tôi không chửi nha à, Đi Mỹ Đế tình hình kinh tế anh cảm nhận sức mua khác lần trước đi không Đồ mới dân đi xài tiền như ngoé Đi vô cái tách hao kia kìa nó cũng cùi cùi thêm em, em cái Rust cái gì cái sót rát đó mà không có ông kia chỉ đi vô cái sót rát má ơi nó bắt đợi 35 phút nghỉ đi ra luôn không vô rồi lần sau đi vô cái shop ad đó lần nữa nó bắt đợi 20 phút nóng máu vô chờ luôn Tao coi cái mày có một khỉ khôn đó mày bắt tao đợi 20 phút Má vô trong đó ngồi ăn thấy vô như cái chợ Không bao giờ never ghé again đó, ai giận chịu à nhưng mà quan điểm cá nhân của mình mình thấy shop sót đó không bao giờ bằng được ao bác biết sao nó so bồ quá bạn thứ nhất á, là nhân viên phục vụ đã không có warmly ly rồi nhìn cái nhìn cái hệ thống của nó vô nó nhìn nó không, không phê cái thứ hai nữa nó ngồi mà như việt nam nữa nó ngồi bàn này bàn kia gần gần, gần gần, nhau ăn nói chuyện nghe rồn 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 mình thấy mẹ luôn rồi xong mà chưa kể vô đó gặp mấy thằng lô lót nữa mấy thằng mỹ trắng lô lát á ông vô gặp hai nhà kia thiệt cũng mày mày xác ra coi mày ăn cơm như bố láo vô nó nói nó nói nó nó, nó, nó xì xầm hay nói xì xầm với mình nó nói vì nó mi bí bồ ông nói đó, đó mày tao việt nam thôi hỏi ừ bí bồ thì sao bạn bạn học ở mỹ bạn học ở mỹ bạn có học trường lớp không sao bạn mất dạy vậy mà tức quá tiếng anh nói không được câu đó mấy em Mẹ tức mà em muốn phiền dịch lại chửi nó luôn chứ thiệt á Cái quán nó vậy á không bao giờ nè vờ ghé ghé một đất nước thiếu gì nhân tài mà để ông già 80 tuổi cầm đầu như cảm thấy nước mỹ có 350 triệu con lừa không nhưng mà giờ 350 triệu con lừa đó đang sống ở, ở cái mức là 60 ngàn đô một năm và 350 triệu con lừa đó Đó chấp nhận để cho cái ông đó làm sếp thì chịu thôi chứ biết sao giờ đúng không nó thì 350 triệu con lừa này là 350 triệu con lừa mà cả thế giới đều muốn làm lừa à, anh thấy ở Mỹ điều gì khác biệt sức so với được còn lại thường thường á, anh thấy nè Mỹ là cái tâm điểm mà để cho mấy nước nghèo hơn nước khịa nhưng mà ngược lại á, anh thấy bên Mỹ là nóng khịa mấy nước nghèo hơn nó nó trừ khi trừ mấy thằng xàm xí đú quá mấy thằng xàm xí đú quá nó ở bên Mỹ mà nó không đại diện cho Mỹ á thì nó nó làm tù lưng tù la thì nó làm điều vậy bạ nhưng mà nó không đại diện cho Mỹ ok Mỹ khác biệt là đến đến thuế tài sản nhàn rỗi của người ta để nuôi nhiều người ăn ăn hại. Đó là gì một một là có làm có ăn hai là đói. Làm gì có nạn trợ cấp thất nghiệp thì kệ mẹ nó vậy nó mới là Mỹ. Bây giờ nó nó trợ cấp thất nghiệp mày cũng chửi nữa trong khi mày đâu đóng thuế cho nó đâu. Còn để cho những người, người ta làm ăn bên này người ta đóng thuế cho nó. Rồi chính phủ Mỹ người ta sử dụng đồng thuế ta làm gì thì họ mới có quyền họ chửi. Đồ thằng vô duyên. Thiệt có... Ở bên Trung Quốc thì lo bên Trung Quốc đi tối ngày nó chọt qua Mỹ hoài nó, nó, nó bây giờ nó nó chip thì chết tới nơi giờ kì không lo vậy mà nghe tuyên bố là gì năm năm nữa trung quốc sẽ là cường quốc về công nghệ cao ồ oh mày có xuống xuống tiền không mấy em đặt cược không năm năm nữa trung quốc sẽ là cường độ cao cái gì cường quốc công 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 nghệ cao ủa thằng mỹ bây giờ nó điểm nguyệt tới chip rồi kìa nó điểm nguyệt tới chip mà mà bộ ngoại giao trung quốc lên đi kiếm luôn đó nó nói mỹ chơi cái đòn này đòn 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 ác quá đòn, đại đội đòn này no, not good vậy á để người em à, duy đam chuẩn luôn để người đóng thế người ta có ý kiến thó vậy đó. cái đó gọi là gì gọi là uh, cái gì là not hit business hả? À, công nghệ cao thiệt mà anh chip mỹ gà chỉ có mấy nanomet thôi chip trung quốc mấy cm lận à, à. ý em nói là giờ khi mà bước đường cùng á cầm điện thoại chọi lộn hả nghe cái vụ apple nó bị uh, brazil kiện chưa mấy em apple đó nó, bị brazil kiện cái vụ mà bán sim không bắt cục sạc á, lộn. <laughs> <laughs> bán cái điện thoại không bán cục sạc thằng thằng, thằng ra xin nó kiện luôn mấy em nó kiện nó xử cái tòa ra xin xử là Apple phải đền nhiêu tiền á Apple nó không chịu nó đây đây là cái policy của tao rồi tao uh, tao làm điện thoại nhỏ nhỏ để tao ship cho nó nó gọi là nó nó đại loại nó nói gì ta nó nói là cái lý của Apple nó nói là giờ á là nó làm điện thoại mà nó không cái hộp của nó nó không gồm cái 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 pin á thì nó sẽ làm giảm đi cái lượng khí thải CO2 ra môi trường là hai uh, hai 2, 2, 2, 2, 2, triệu 2 tỷ tấn gì đó không nhớ nữa mà cái lượng CO2 đó đó nó bằng với cái lượng mà CO2 xả ra trong một năm của 500 000 cái xe <laughs> giờ kiện qua kiện lại vui lắm à, Tôi quốc tịch Việt Nam mà tôi thấy chủ tịch Mao giỏi đó xây dựng uh, Trung Quốc sợ chủ nghĩa nên tôi để avatar thôi Vậy sao mày không nghĩ tới chuyện để avatar bác hồ Hả? Tao thấy cái điểm này nó hơi cấn cấn á à. Thiệt à, Vì uh, đại hội đảng Trung Quốc sẽ khiến Mỹ đứng ngồi không yên Đúng rồi đó Mỹ đứng ngồi đâu yên đâu mày Đứng đứng yên mà ngồi yên là đói thế mẹ rồi đó thằng mỹ nó phải leo xe hơi nó chạy xe ngoài highway quay nó nó chạy trên hệ thống highway quay vĩ đại của nó để đi làm nó kiếm tiền nó kiếm tiền nó phát triển đất nước của nó đâu đâu dư tiền tài trợ cho Uran nữa chứ đứng đứng ngồi đứng, đứng một chỗ ngồi một chỗ giống như mấy bạn trẻ trung quốc á bây giờ á người ta không có động lực đi kiếm tiền nữa tại vì kiếm tiền mua nhà đâu nổi đâu ta cũng không hiểu kiếm tiền gì cái gì nữa thì từ đó đó họ có gọi là gì tạo ra một cái thế hệ đứng yên thế hệ đứng yên của đó mới là thế hệ thế hệ ngồi yên đó mà thế hệ thế hệ ngồi yên chắc chắn kéo lùi đất nước rồi vì à, 50 năm nữa Mỹ sẽ đi lùi kinh tế bằng Cuba, Nga và Trung Quốc sẽ lãnh đạo thế giới khi đó Mỹ sẽ thử tên lửa liên lục địa xin viện trợ giống Bắc Hàn này giống mày đang đá xéo thôi ừ, không hiểu câu cái câu comment em thì nó thâm sâu quá mấy em Cái câu comment nó thâm sâu lắm anh anh anh, anh tật anh không bao giờ anh đá xéo hết á mà thấy nãy comment nó ghê ghê thôi kệ nó đi Mỹ là nguồn cơ của mọi bất ổn trên thế giới ờ ừ. kệ mẹ Mỹ luôn <laughs> mình giờ thông cảm nha nó giàu quá giỏi quá bị chửi là chuyện bình thường <laughs> trong khi ông mỹ ông đang lo suy si thối nước ổng ông đang lo hậu covid thấy bà cố luôn ông lo phục hồi sản xuất trong nước rồi bây giờ ông, ông, phải ông phải thêm cái tội đồ này nữa <laughs> nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ mấy em tháng 3 em về việt nam nhưng bây giờ chóp mới income cao hơn nhưng không về việt nam được có nên làm chóp mới không anh chấp mới income cao hơn là income nhiêu giờ lương mày nhiêu giờ chấp mới nhiêu giờ nói rõ rõ ra mới tư vấn được em 15 k tới 20 k một năm anh nếu ok chắc một năm nữa mới về được tại vì chỗ làm mới không có điểm này tao thấy nó nó hơi nó hơi nhục với tài Trần cái điểm này riêng của cái điểm này của mỹ tao thấy nó 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 không nó nó không good tức là bây giờ cái chuyện mà đi chơi thôi à mà phải lụy mà phải chờ mà phải xin mà phải xỏ ôi phải một năm mới cho về đó đôi tao không đúng thí dụ như tài trần mày nói vậy ok Thí dụ anh ơi em muốn về Việt Nam lắm mà giờ tiền vé máy bay, bay tiền bill, tiền bổng này nọ em về nó bị cấn bill anh. Em về qua này em làm trả hơi cực thì nói vậy tao chịu. Chứ còn giờ tự nhiên giờ xin đi nghỉ tháng. Đúng không? Lấy phép năm của mình tháng rồi lấy ngày nghỉ của mình tháng báo trước schedule cho một leader mà không nghĩ được nữa thôi cái chót đó làm làm gì đó cái đó em người ta kêu em là nô lệ của đồng tiền đó không có bảo vệ quyền lợi cho người lao động đúng không cái quyền lợi người lao động ở đây là gì là phải tôn trọng cái ý nguyện người lao động là người ta hom xích á thì mình phải giải quyết cho người ta vấn đề hom xích chứ gì nói gì kỳ nhưng mà thôi anh chỉ phiên mày vậy thôi còn ở điểm này thì anh quan điểm cá nhân nha quan điểm cá nhân của anh thôi mày chọn chấp mới đi mày đừng về việt nam tao tao dẫn mày đi chơi tao tốn tiền quá mày ở bên đây đi rồi tao qua mày bao tao lại cho vui không phải cho nó khôn chứ phải cho nó vui vậy đi cho lẹ đi mệt quá về cả làng cái thật anh thích dẫn dẫn anh lấy đồ anh, anh lo đồng tiền ra nói vậy cho vui vậy mày ơi cho nó nghe nó phê phê vậy thôi chứ giờ Nhìn mặt này biết nó mê tiền rồi 20 ngàn cho nó không bỏ đâu